Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dự án Uniswap hoàn toàn miễn phí rồi nhé. Thì đợt 1 thì đã nhận hết rồi. Giờ tiếp theo đến đợt 2 thì theo chương trình Uniswap nó sẽ tặng cho các bạn là 400 Uni. Thì mình sẽ hướng dẫn như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ copy cái đường link. Đây mình đã làm sẵn rồi này. Có một cái đường link. Cái đường link đây này. Các bạn đường link mình sẽ để dưới mô tả nhé. Sau các bạn start, đây start này. Rồi nó sẽ lấy này, mình sẽ chọn tiếp theo là zone airdrop. Rồi tiếp theo supply nha, supply cái Uniswap của nó này, không quay về lại. Supply xong mình chọn tên của mình nhé. Tên Telegram của mình thì là số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình nhập vào đấy. Rồi thì ví dụ thế này thôi. Tôi nhập ví dụ vào đây, là tôi nhập ví dụ thôi nhé. Rồi sau khi nhập xong thì nó sẽ có update blend. Update blend thì đây mình sẽ được 400 uni này, và mỗi người giới thiệu mình sẽ được thêm 100 uni. Thì cái điều kiện mà root đấy là bạn phải có 10 người giới thiệu nhé. Và thật cái này thì sẽ 25 tháng 9 mình sẽ root được, và 25 tháng 9 sẽ hết hạn. Cái uni này cái nếu các bạn nào mà biết ấy, thì nhận được lần đầu thì đã chi trả hết rồi. Thì tiếp theo cái này các bạn sẽ được nhận tiền hàng ngày 25 tháng 9. Và cái này hoàn toàn free nhé. Thì các bạn cứ test thoải mái thôi. Nếu không nhận được cũng không mất gì cả. Rồi, xin chào các bạn nhé.